quả kinh doanh luôn là một vấn đề quan tâm của tất cả các doanh nghiệp cũng như là toàn xã hội, mà đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trong đó hiệu quả công việc được xem như là kim chỉ nam, là thước đo quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi là làm sao có thể đo lường được hiệu quả công việc, đâu là thước đo hợp lý và sẽ gắn kết những chỉ tiêu kinh doanh như thế nào, luôn là những băn khoăn của mỗi doanh nghiệp. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng công bố các doanh nghiệp ưu tú đạt giải trong hạng mục Quản lý hiệu quả công việc xuất sắc 2014. Recognizes the measurement and management of employee and business performance and how these measurements have been developed and used to improve and reward performance. This is also to recognize the contribution of CEO, Management Board and HR Department. And it's also my honor to announce the three winners, and there seems to be some of the repeats over here, but in alphabetical order, the first winner is Abbott Vietnam. The second winner is a software company, CSC Vietnam. And the third one, DHL BNPT Express. Kết nối mục tiêu công ty chặt chẽ với mục tiêu phòng ban và cá nhân, xây dựng hệ thống và công cụ đo lường hiệu quả công việc rõ ràng, cụ thể, đưa ra các chương trình chia sẻ cởi mở và đối thoại trực tiếp giữa các cấp quản lý và nhân viên. Công ty luôn chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả và phân tích các chỉ số về nguồn lực trong công ty như số lượng nhân viên, chi phí, hiệu quả kinh doanh, v.v. Xin được mời ông Candidas Plus sẽ trao giải thưởng cho công ty Abbott Việt Nam. Chào các bạn, chúc mừng thưa tất cả quý vị, chúc mừng Abbott Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi xin được kính mời đại diện công ty CSC Việt Nam. Đây là đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý hiệu quả công việc, có thể truy cập dữ liệu ghi nhận hiệu quả của từng nhân viên, so sánh mức đánh giá của toàn công ty, mục tiêu được đưa ra rõ ràng và truyền đạt thông suốt đến tất cả nhân viên theo các từ trên xuống và từ dưới lên. Nhân viên được đánh giá tiếp tục theo mục tiêu và theo dự án thay vì đợi đến cuối năm. Và công ty luôn có chỉ tiêu, chỉ số đo lường cụ thể như chi tiêu retention cho phòng tuyển dụng. Vâng, xin chào các bạn và chúc mừng các bạn đến với Việt Nam. Chúng ta xin được mời đại diện của công ty chuyển phát nhanh DHL BNPT. Đây là đơn vị đã xây dựng hệ thống quy trình chỉ tiêu rõ ràng cho các bộ phận và nhân viên, đưa ra định nghĩa các tiêu chí cụ thể về năng suất làm việc và xếp hạng nhân viên, cung cấp những công cụ và chương trình giúp cho các quản lý có thể quản lý hiệu quả. Ngoài ra, xây dựng văn hóa chú trọng đến con người, khuyến khích phản hồi đa chiều và chia sẻ, cởi mở các mục tiêu và chỉ tiêu.
một lần nữa, xin được mời cả ba doanh nghiệp đoạt giải. Chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước để cùng chụp một tấm ảnh lưu niệm. Xin quý vị, chúng ta hãy chúc mừng ba doanh nghiệp ưu tú của hạng mục quản lý hiệu quả công việc xuất sắc. Xin được cảm ơn ông Teddy Deskos, giám đốc khối khách hàng cá nhân của VPBank, và xin được cảm ơn đại diện các doanh nghiệp.